Một đoạn video clip mà phóng viên chúng tôi ghi lại được tại một khu dân cư. Một buổi liên hoan văn nghệ tại nhà với đủ thể loại nhạc và nhiều thành phần tham gia. Chỉ cần thuê một chiếc loa thùng di động hay người dân còn gọi bằng cái tên khác là loa kéo kéo với giá từ 50 đến 70 ngàn đồng một giờ. Người người, nhà nhà đều có thể hát. Hát bất kể thời gian, không gian và tiếng nhạc thì rất ồn ào. Vào những ngày giáp Tết, những hoạt động như thế này xuất hiện nhiều hơn, gây nên phiền toái cho không ít những người sống xung quanh và đang trở thành một vấn đề đáng báo động. Vấn đề karaoke kéo mà phục vụ cơ đồng phục vụ tại nhà thì chuyện đó là một cái nếp sống văn hóa của nhân dân, nhưng mà trong đó thì có một số trường hợp là vui vẻ ăn uống rồi thì là nhậu nhẹt thì cũng là gây ồn ào, nhất là những cái giờ cao điểm như là 22, 23 giờ đêm cũng làm ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân, nhất là cái vấn đề là yên nghỉ đối với những cái trẻ con và tuổi già, và nhất là các cháu nó còn thời kỳ học sinh mà tuổi làm bài làm vở để chuẩn bị ngày mai đến trường thì cũng rất là ảnh hưởng lớn. Mình cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà bây giờ mình nói thì rất là có những nhà thì cũng là gây là coi như là căng thẳng, cho nên là nhiều khi cũng rất là ngại. Tôi thì là tôi có con nhỏ, người ta hát đến tầm 9-10 giờ, có khi 11-12 giờ đêm thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cháu nhà tôi là thứ nhất. Và thứ hai nữa là cái thời điểm đó là thời điểm mà chúng tôi đi làm về, chúng tôi muốn được nghỉ ngơi nhưng mà lại bị những cái tiếng ồn đó rất là làm phiền. Và có những hôm thì chúng tôi, vợ chồng tôi còn phải làm việc đến khuya thì là cũng rất là ảnh hưởng đến cái công việc của chúng tôi. Mong các cái cơ quan chức năng có thể giới hạn cái giờ để mà được phép hát. Thì vì trong một cái khoảng thời gian nào đó nhất định thôi. Còn ví dụ như 6-9 giờ hoặc là 60 giờ gì đấy hoặc là 6-8 giờ thì có thể là để cho những cái nhà xung quanh để người ta được nghỉ ngơi, để người ta có một cái giấc ngủ ngon sau những cái ngày làm việc vất vả, đặc biệt là trong cái dịp Tết này. Vào thời điểm chúng tôi ghi hình những đoạn clip này đã là 9 giờ tối và những cuộc liên hoan văn nghệ này chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Trên thực tế, nhu cầu văn hóa giải trí của người dân là hoàn toàn chính đáng, nhưng thưởng thức nó như thế nào để không ảnh hưởng đến những người xung quanh lại là một vấn đề khác. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc tụ tập đông người như thế này càng phải hạn chế.